Xin chào các anh chị em, mình là Khắc Trường đây. Đấy các bạn xem đấy, nhà mình giặt rất nhiều chăn, mặc dù nhà mình ở nông thôn các bạn nhé. Đấy, chủ yếu là do cách làm thôi. Nếu mà các bạn đang có cái cách nghĩ nào đó liên quan đến giặt rồi ấy, thì hãy nghĩ đến mở một hiệu giặt là. Mọi hôm thì mình ở trên này mình hay hướng dẫn mọi người cách để chế máy. Tuy nhiên thì chắc là quá trình chế nó cũng bây giờ thì muộn mất rồi. Tức là 2 tháng trước ấy, thì mình hướng dẫn mọi người là chế máy giặt để mọi người có thể mở một hiệu giặt với chi phí vô cùng rẻ. À, tuy nhiên thì bây giờ cũng vào vụ rồi. Mà nếu mà mọi người mày mò chế thì nó cũng mất nhiều thời gian. Đấy, vì là cũng đến vụ rồi mà. Cách đây 2 tháng thì mình luôn luôn hướng dẫn mọi người cách để chế và mở hiệu giặt là làm sao cho nó rẻ thôi. Thế thì bây giờ thì thời gian nó cũng vào vụ đông rồi. Đấy, nhà mình thì ở nông thôn. Vâng, chào mừng hai bạn đang xem nhé. Nhà mình thì ở nông thôn. Đấy. Tuy nhiên thì do cách làm khác nhau mà các bạn thử đi qua thị trấn Yên Bình xem. Các bạn xem ở trong đó xem. Thì mấy cái chăn đó người ta cứ xếp đấy bao nhiêu ngày tháng rồi cũng chưa giả được đâu. Nhà mình đây này. Nhà mình đây này các bạn này. Giặt ngày, giặt đêm, giặt thêm cả buổi tối nữa này các bạn nhé. Đấy. Bây giờ máy vẫn đang vắt này. Đấy, máy vẫn đang vắt này. Máy giặt công nghiệp, bán công nghiệp tự chế công suất cao nhé. Giặt một lần ấy thì vắt tẹt tèn ten luôn. Các bạn phải dùng 2-3 máy để vắt thì mới kịp được. Đấy. Đấy các bạn xem này. Đệm nào cũng giặt cả. Đấy. Thế thì do là lúc trước ấy thì cách đây khoảng 2 tháng mình vẫn hay lên hội nhóm chợ Yên Bái rồi là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang để mình hướng dẫn mọi người làm. Nhưng bây giờ thì vào vụ rồi. Nếu mọi người mà chế cũng không kịp nữa, chế thì hết mức vụ đông. Bạn nào mà có nhu cầu về máy giặt ấy thì mình sẽ chế cho các bạn. Mình chế cho các bạn với giá rất là hợp lý thôi. Chỉ bằng 80 hoặc 85% giá của thị trường thôi. Cùng công suất như nhau, cùng các cái tính năng như nhau. Thì mình chỉ làm tầm 80-85% là cùng, bao gồm cả cước vận chuyển nhé. Mình sẽ lắp đặt và hướng dẫn các bạn để các bạn làm được giống như mình như này. Đấy. Ok. Nếu bạn nào xem được livestream này thì hãy cứ chủ động liên lạc với mình. Mình không ngại gì cả. Bởi vì mọi hôm thì mình vẫn hay nói với mọi người rằng là mọi người cứ làm đi. Xem cái hướng dẫn của mình rồi tự chế máy đi. Mình chỉ mong muốn rằng là mọi người ấy, tự chế được nó ấy, thì chi phí nó là rẻ nhất. Đấy. Các bạn sẽ xem và biết được rằng là mình giặt thì thứ nhất là công suất cao, thứ hai là mình tự chế được, cho nên là chi phí của mình mọi thứ nó thấp, cho nên là giá mình lấy của mọi người cũng rất là thấp. Chính vì vậy mà nhà mình ở nông thôn, các bạn xem như nhà bên kia đường kìa. Bên kia đường làm gì có nhà đâu, đúng không các bạn? Đấy. Bên kia đường làm gì có nhà đâu. Đấy các bạn xem đấy, xuyên qua cái ô tô của mình đi. Làm gì có nhà đâu, không có nhà mà lượng chăn vẫn nhiều như này. Đấy, các bạn xem này. Hôm nay đầy người gọi nhưng mà mình chưa đi lấy. Tối qua mình cũng like, ngày nào mình cũng like để chia sẻ cho mọi người, để hướng dẫn mọi người. Bạn nào mà hứng thú với đề tài này thì hãy chủ động liên lạc với mình nhé. Đấy, một cái máy giặt mà ví dụ ở trên thị trường bán 65 triệu chẳng hạn. Mình làm với tính năng tương tự, tự động đầu vào cấp xả nước, tự động vắt sơ để bạn có thể lấy chăn ra bên này vắt cho nó nhẹ. Thì cùng một cấu hình máy giống nhau, nhưng mà máy của mình chỉ khoảng độ 45 đến 47 triệu thôi nhé các bạn nhé. Đấy, đây là cái máy đầu tay của mình mà mình vẫn cứ để ở nhà dùng thôi. Mình không bán bởi vì là mình còn phải để còn nghiên cứu. Ok, xin chào tất cả các mọi người. Mình xin kết thúc livestream ở đây. Trên màn hình các bạn đang nhìn thấy là chiếc máy giặt do cơ sở sản xuất Trường Sơn ở Phú Thịnh, Yên Bình, Yên Bái sản xuất ra các bạn. Nó được tự động hoàn toàn. Đó, tự động cấp xả nước các bạn. Lựa chọn chương trình giặt rất là thông minh. Các bạn có ít chăn thì các bạn cho chương trình giặt ít chăn. Tất cả các thông số của một mẻ giặt các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh được ở trên giao diện màn hình này. Ví dụ như mà giao diện màn hình đây nó đang nói rằng là bước xả. Đấy, nó đang xả nước và lượng nước đang giảm đi rõ rệt các bạn, 11 rồi. Lại chuẩn bị giảm xuống 10 bây giờ rồi. Đấy, 10 trên 23. Đó, khi nước giảm mức độ tối đa thì nó chuyển sang chế độ vắt. Đấy, vắt khi nào giặt, giặt bao lâu là do các bạn quy định. Các bạn chỉ cần thiết lập vào một lần ở trong bộ nhớ cái thôi là nó sẽ tự động làm. Nó sẽ tự động làm việc theo ý của các bạn. Đây này. Các bạn muốn mở hiệu giặt mà chưa biết bắt đầu từ đâu, chưa biết là giặt nhiều hay giặt ít, làm thế nào để có lượng được lượng khách nhiều, thì các bạn hãy học tập vào Facebook, gõ vào ô Facebook
cô tìm kiếm ý, cụm từ là Nguyễn Khắc Trường hướng dẫn chế máy giặt, hướng dẫn mở hiệu giặt, các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin mình chia sẻ trên đấy. Đấy, các bạn xem nhà chăn màn mình giặt kìa đó, một ngày kìa đó, cách thu gom như nào, cách truyền thông ra làm sao. Trước mắt các bạn kia là một chiếc máy giặt đời đầu của mình, đấy, thế hệ thứ nhất. Đây là công việc giặt rũ của mình, là công việc chế tạo của mình đây. Đấy, máy đang trang chuẩn bị chuyển sang chế độ vắt rồi các bạn. Máy đang chuẩn bị chuyển sang chế độ vắt rồi các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Nó đang vắt, đang chuyển sang vắt đấy. Chân nó đập phục phục như thế, nó mới sạch được các bạn. Đấy. Các bạn sẽ nhìn thấy nó vắt này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, các bạn xem nó vắt này. Nó vắt như mưa các bạn này, đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, nó vắt, vắt mưa rơi cho các bạn. Mưa rơi. Đấy các bạn này. Xả hết nước rồi, giờ vắt lại đầy nước rồi các bạn đấy. Vắt sơ đây là gọi là hoạt động vắt sơ các bạn nhé. Vắt sơ qua vắt được 75% nước rồi. Đấy, đảm bảo rằng là nó khá là nhẹ để cho các anh chị em phụ nữ cũng làm được việc này. Các bạn hoàn toàn có thể làm được, thao tác được chiếc máy giặt này. Công suất nó thì rất là cao. Một ngày nó cho ra sản lượng tầm 80 chăn các bạn, nếu giặt suốt ngày. Đấy, giặt 9 tiếng các bạn cho ra tầm khoảng độ 80 cái chăn, 70 cái chăn. Đó. Đấy các bạn nha, mình đi vào cái chỗ phần mưa của nó này. Đây. Các bạn xem, thời gian vắt bây giờ là, thời gian vắt bao nhiêu lâu là do các bạn tùy chỉnh. Các bạn muốn nó vắt bao nhiêu lâu là do ý của các bạn. Đấy, ngoài ra mình còn có yêu cầu cảnh báo người dùng. Đấy, rút điện khi kết thúc chương trình giặt nếu nghỉ lâu. Đấy, không mời thợ kém hiểu biết về biến tần về để chỉnh sổ, sửa các thông số của trong cái tủ điện này. Chỉnh sửa thông số là không giặt được nữa đâu các bạn nhé. Đây lượng chăn màn các bạn kìa, các bạn nhìn kìa, mình ở nông thôn. Các bạn xem mình ở nông thôn này. Đấy. Trước mắt các bạn đây cứ 5-70 mét mới có một nhà dân, làm cách nào để chúng ta có thể có được khách. Dịch vụ của mình giặt có 100.000 ba chiếc chăn thôi các bạn, 100.000 ba chiếc chăn thôi, mình vẫn còn có thể chiến đấu được. Mình chiến đấu tốt là khác các bạn. Nếu biết về lợi nhuận và chi phí, muốn biết cách để mở một hiệu giặt, hãy gõ vào ô tìm kiếm của Facebook cụm từ Nguyễn Khắc Trường hướng dẫn mở hiệu giặt, Nguyễn Khắc Trường hướng dẫn chế máy giặt. Các bạn hoàn toàn tìm hiểu những thông tin ở trên đó, mày mò dần. Đây là một cơ hội tốt để các bạn là người đi đầu trong cùng một cái xóm nông thôn kiểu như chúng ta. Các bạn có thể mở ở rìa thành phố hoặc ở ngay tại trung tâm của thị trấn là các bạn hoàn toàn có thể mở được hiệu giặt với chi phí rất rẻ các bạn. Chi phí rất rẻ thôi, giặt được cả đệm. Nếu chúng ta, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để giặt đệm, cách giặt đệm để kiếm ra tiền các bạn nhé. Đây này, nhà mình ở nông thôn mà quần áo kìa, nhiều chưa các bạn nhỉ? Các cái tải quần áo kìa, rất là nhiều, tha hồ mà giặt. Đó, tha hồ mà giặt. Đó. Các bạn thấy chưa? Chăn kìa, chăn sau khi vắt xong mình để trên cái máy giặt kìa. Đấy. Nhiều trên ghế này, đấy. Ngày mai thì mang ra phơi, mà ngày mai là ngày mùng 8 tháng 4 năm 2020. Đấy, nó, các bạn nhìn nó giảm tốc từ từ chưa? Hết chu trình giặt, nó giảm tốc rất từ từ. Các bạn nghe thấy tiếng tạch một phát, đó là nước nó bắt đầu cấp vào. Hết giặt thì lại chuyển sang, hết vắt lại chuyển sang là cấp nước. Cấp nước thì đây, các bạn xem đó. Nó sẽ chuyển sang bước tiếp theo là bước giặt lần 3, làm bước giặt để kết thúc. Vì là mình muốn live stream để chia sẻ với các bạn cách làm, cho nên là mình dùng cái điều khiển từ xa này. Mình dùng cái điều khiển từ xa này, mình đeo trên cổ này các bạn này. Mình đeo trên cổ này, đây là hệ thống làm vườn của mình này. Đấy, mình mượn cái hệ thống làm vườn để cấp nước vào trong này để giúp cho việc là tăng tốc cái việc cấp nước lên. Thời gian giặt nhiều nhanh hay chậm là do các bạn cấp nước vào nhanh hay chậm các bạn nhé. Đấy, còn ống xả là vô tư rồi. Ống xả ra là rất là mạnh mẽ rồi, là nhiều nước rồi. Các bạn hoàn toàn, mình là thiết kế một cái xả bằng tay đây để ở nước giặt ở lần giặt cuối cùng. Các bạn hoàn toàn có thể mở vòi nước ra cho vào chậu này để cất đi để làm gì, cất đi để tiết kiệm nước cho mẻ giặt lần sau, bởi vì nước cuối này nó sạch rồi. Tùy theo mẻ đó các bạn nhé, có những mẻ nó bẩn thì chúng ta bỏ đi, chúng ta giặt lần 4. Đấy, chương trình giặt rất là thông minh. Ngoài ra thì mình còn chế những cái hệ thống sấy bằng củi. Sấy bằng củi vì sao mình lại phải sấy bằng củi? Bởi vì là các bạn nghiên cứu mà xem, để sấy được bằng điện, công suất máy sấy thường là 5.000, 7.000, 15.000, 22.000W. Đấy, các bạn buộc phải lắp điện 3 pha, mà lắp điện 3 pha thì chi phí cho công tơ điện 3 pha lên đến 10 triệu. Đấy là chỗ quen biết, không có giấy tờ gì, không quen biết, 15 triệu, 18 triệu là chuyện bình thường. Đấy, thế thì nguyên cái hệ thống sấy để vận hành được nó, các bạn đã mất tần đấy tiền rồi. Thế thì những cái việc khác thì sẽ như thế nào?
Đấy, những cái việc khác thì nó sẽ như nào? Nó sẽ làm ăn tiền của các bạn, đúng không các bạn? Nó sẽ ăn tiền của các bạn. Và cái máy sấy đấy thì nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng như vậy. Thì chi phí cho một chiếc chăn là 10.000, công nghệ mới 8.000, công nghệ cũ sẽ là 10.000, 11.000 trên một chiếc chăn, các bạn làm sao cạnh tranh được? Chính vì vậy mà mình chế ra hệ thống sấy bằng củi chỉ có 5 triệu rưỡi thôi các bạn, 5 triệu rưỡi cái lò sấy đấy thôi. Đấy, và hệ thống quạt các bạn về chỉ việc dựng một cái hòm giống như cái nhà tắm của các bạn ấy là các bạn sấy được 5-7-8 chiếc chăn một mẻ rồi, chi phí tiền củi rất thấp đó các bạn nhé. Hãy liên hệ với Nguyễn Khắc Trường, số điện thoại ở trên này đây, số điện thoại ở trên này đây, đây là chăn mình giặt mình vắt xong ngon nghẻ rồi này, đây số điện thoại ở trên này đây. Tự động hóa Trường Sơn xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.